ba tiêu chuẩn quan trọng nhất để mà thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Đó là các con phải nói thật, không nói lời giả dối. Tại vì nói thật nó có uy tín thì nó mới thành đạt sự nghiệp. Điều thứ hai là tuyệt đối không tham lam của người ta. Tham lam của người ta ai tin tưởng mình? Bây giờ các con đi làm cho người ta, ông chủ thử tiền cái là các con lấy tiền, thì ông chủ đào thải các con liền. Sao các con có cơ hội lập nghiệp lớn? Mà người tham là nghèo. Người mà tham lam là nghèo đời đời kiếp kiếp à. Ăn cắp ăn trộm của người ta là nghèo đời đời kiếp kiếp luôn. Các con nhớ nghe, tuyệt đối không có ăn trộm ăn cắp của ai chứ nha. Nghèo cho sạch đất cho thơm. Nói thật, không tham, không lấy của ai hết. Muốn xài cái gì của ai là điều phải hỏi một tiếng mới được xài. Từ trong gia đình mình mà đi ra, không có được đồ của chị em mà muốn lấy là lấy, không phải. Tập đó mai mốt gặp người ta sống với ta là quen thật. Từ ngay chị em xài cái gì cũng phải hỏi. Đàng hoàng cho mới được xài, không cho là không dám lấy. Tập vậy đi là hai điểm. Cái thứ ba là phải lễ phép. Gặp người là phải chào hỏi lễ phép, phanh tay thưa hỏi đàng hoàng. Vừa bước ra đường đi học, gặp cô chú đi xe ngang chào liền, hỏi liền. Dạ con chào cô, chào chú, thấy không? Dạ con chào bác, chào anh chị. Tập cái miệng nhanh vậy đó. Các con mà nghe lời những đức đi, sau này các con đi đâu cũng được ta thương nhé. Không ai ghét các con chứ nha. Cái người mà gặp người ta mà cái miệng im gu là người ta ghét á. Thí dụ như vừa gặp người ta mà, gặp người ta mà cha mẹ kêu nghe, cái này là đã sai. Cha mẹ kêu là đã sai rồi đó. Mà có nhiều bé nghe, không có ngoan. Có khi là ở đây mà chắc chưa từng học lớp đạo làm con. Cha mẹ kêu gì nè, kìa con, thưa thầy đi con. Không. Thưa thầy đi, không. Kinh khủng không? Mình nói thôi, đừng ép cháu, đừng ép cháu anh. Ép nó sợ. Mà trong lòng mình nghĩ, thôi bé này thua. Ở nhà không được rèn luyện, ghê không? Thưa thầy đi con, không. Ghê chưa? Đó, chịu thua nó luôn. Bây giờ các bé ở đây người ta được dạy đàng hoàng, người ta đi về người ta còn biết chào hỏi, người ta còn biết nói chuyện đàng hoàng, thấy không? Mà các con mà vậy là lễ phép rồi đó, người ta thương rồi đó. Thí dụ như sau này các con có bạn bè đi đến nhà bạn bè các con đi, mình bước vào nhà không phải là mình ịt xuống mình ngồi, không phải đâu. Phải mình đi đến nhà người ta mà mình đi nhìn đồ đạc của người ta đâu. Tao. Không có được vậy nghe chưa? Không có lễ. Mình đi đến nhà người ta là trước nhất mình phải thưa hỏi. Trên ông bà tới cha mẹ, anh chị của người ta, mình gặp ai mình hỏi nấy liền. Mà khi mình đang ngồi vậy đó mà trong nhà ông bà cha mẹ bước ra là mình đứng lên liền, khoanh tay cúi đầu. Chứ không phải mình ngồi đó, mình đang ngồi gì, người lớn đi ra nói, dạ chào cô, gì cũng chưa đúng lễ đâu các con. Đứng lên khoanh tay, dạ con chào cô chú. Rồi xong mình mới ngồi xuống, hiểu không? Có người vậy đó. Còn khi mà người lớn người ta đã ngồi trước rồi, mình mà bước đến cái chỗ nào người ta cho mình ngồi, mình mới được quyền ngồi. Còn khi người ta chưa cho mình ngồi, các con cứ đứng hoài đi. Chỉ có một hành động như vậy thôi mà người ta nhìn các con, người ta biết các con có nền giáo dục. Nhớ nghe, ai mà người lớn ngồi rồi đó nghe, người ta chưa cho các con ngồi, con đứng hoài đi một chút, người ta thấy lạ lạ. Ủa sao con đứng hoài con? Dạ cô chú cho con ngồi con mới được ngồi, con mới dám ngồi. Một hành động này thôi là người ta ấn tượng, người ta nhắc hoài luôn. Người ta về nhà ta nhắc cho gia đình người ta nghe luôn. Phước các con rất là lớn. Các con cứ làm đúng vậy đi. Còn khi mà vào cái bàn ăn á các con, ngồi chung với cha mẹ ông bà, tập từ ông bà cha mẹ. Khi ông bà cha mẹ chưa đút đũa vào ăn, con không dám ăn. Ngồi im gu, ngồi hoài đó đó. Chừng nào cha mẹ ăn trước, cho con ăn, con mới ăn. Các con mà tập được những cái hành động này thôi, quá đặc biệt luôn. Đâu có khó làm đâu chàng, làm được mà. Đó là lễ phép đó các con. Nhờ nhà đứa hỏi các con làm gì được không? Được mà. Bé nào làm được đưa tay anh coi. Đó, cho bé chàng pháo tay đi nghe. Đó, những điều mà nhà đứa dạy các con là hoàn toàn các con sẽ làm được. Không có khó làm đâu, làm được. Nhưng mà sau này lớn lên, đó là những hành động thành đạt. Một con người mà nói thật là người ta tin tưởng các con dữ lắm. Một con người mà thấy của rớt rơi của người ta mà không lấy là tuyệt đối các con có phước báo không, nói dòng dò.
Hành động con người mà đã là như vậy thì các con làm gì có cái chuyện lớn lên mà các con đi giành giật của cải với anh chị em. Những đức hỏi các con nè, người mà sống trong cuộc đời này giữa anh chị anh em mà giành giật của cải với nhau, ra tòa kiện cáo, những đức hỏi các con, hành động đó đúng hay sai? Các con làm vậy không? Bây giờ những đức hỏi các con là cha mẹ các con sanh ra hai người con, chia của cho các con ít, chia của cho anh chị nhiều, các con có buồn không? Tuyệt đối không có buồn. Cha mẹ chia bao nhiêu lấy bao nhiêu, cho ai nhiều kệ, mà cho mình nhiều thì càng tốt. Hiểu không? Cho ai nhiều thì kệ, nhưng cho mình nhiều thì càng tốt, còn cho mình ít thì thôi. Hiểu không? Có nghĩa là các con không có được tranh cạnh, không có được mà dùng mưu mẹo để mà mình lấy của cho nhiều. Hành động này là hành động thiếu giáo dục. Những đức từng nói câu, có phần không cần nó cũng có, còn không có phần đi dứt dành cũng không được đâu các con à. Nhớ nghe các con thấy các con đi về chùa, những đức có thương các con nhiều không? Tôi lo từng chút mà mỗi bữa mà làm đồ ăn tôi còn đi vô tôi coi làm gì. Rồi tôi coi ở phía sau trái cây gì trái cây gì, tôi kêu gọt trái cây gì trái cây gì, thấy không? Cốc hỏi mía rim tôi kêu gọt. Rồi mua kem rồi tôi kêu sắp xếp cho đó. Tại vì sao? Vì những đứa thấy các con dễ thương, các con ngoan. Thấy không? Các con ngoan dễ thương là người ta thương rồi, thấy chưa? Còn làm đồ ăn hồi chiều những đứa lỡ cái chỗ bàn, cái chỗ liên diệu, như đứa nói liên diệu dọn cho mấy đứa bé gái nhiều nhiều. Tại vì thấy mỗi lần mà những đứa ngồi đó thấy nó ăn nhiều lắm. Còn nghiệp đó nó ăn được mình mừng, thật sự nít mà nó ăn được, nó ăn chay mà nó ăn được mình mừng cho nó, hiểu không? Mà vô đây nghe, mấy tuần là ta lên ký đó nghe. Nhiều bé ta lên ký lắm mà nay mặt sáng sủa đẹp kìa chưa. Thấy các con thấy không? Các con thấy cái lợi ích của không xài điện thoại chưa? Những đức mong các con đi về nhà xài điện thoại vẫn xài, nhưng phải xài có thời gian. Quy tắc thời gian xài điện thoại đi. Quy định thời gian xài điện thoại đi. Tối là mấy giờ phải giao điện thoại cho cha mẹ quản lý. Không có được để cho các con quản lý đâu. Trời ơi, quản lý mà các con bấm thua, thâu đêm sát xua, suốt sáng. Thâu đêm suốt sáng. Thâu đêm sáng suốt. Nhớ nè, con gái mà thức khuya quá là bị cái gì? Xấu. Mà có con muốn xấu không? Các con vô đây biết sao đẹp không? Ăn ngủ có giờ giấc, không xài điện thoại, nên mới đây mà đẹp rồi đó, thấy chưa? Nó là nhờ bằng đêm giờ ngủ rõ ràng. Mà các con vô đây ngủ ngon không? Thấy chưa? Vô đây ăn ngon. Ăn ngon không? Rồi ngủ ngon, ăn ngon, ngủ ngon là các con thấy hạnh phúc rồi đúng không? Đó. Mà vô đây các con thấy đầu óc thoải mái không? Đó. À. Cái gì người ta cũng được tốt hết trơn, thấy không? Đó. Những đức nói các con ở đây, từ đây tới dưới Quan Âm là những đức nói bảo đảm phước báo các con lớn biết bao nhiêu mà nói. Mùa hè mà vô đây rồi thôi đặc biệt vô cùng, mà các con lại học được nhiều thứ hay nữa. Các con vô đây các con học rất nhiều thứ hay để áp dụng trong cuộc đời các con luôn. Mà nó xác thực áp dụng trong cuộc đời luôn nghe. Mà nghe những điều toàn là áp dụng trong cuộc đời không à. Mà ngộ tay các con vô trường học có khi các con học mà nó không áp dụng trong cuộc đời được. Nó mới lạ chứ. Vô đây những điều như thế dạy các con là áp dụng trong cuộc đời đó. Nhất là ba cái nền móng quan trọng là nhất định phải nói thật, không có tham lam lấy của ai. Và điều thứ ba là tuyệt đối phải có lễ phép. Là ba cái nền móng này là các con thành công là chắc chắn. Mà con người mà lót ba cái nền móng này là chắc chắn là con hiếu với cha mẹ. Chắc chắn luôn. Hiếu với cha mẹ bảo đảm đó. Nên bây giờ những đứa hỏi các con là các con thích hiếu với cha mẹ không? Nhớ mình làm con. Bây giờ các con làm con, các con hiếu với cha mẹ các con đi. Các con đừng có làm cha mẹ các con buồn. Thì sau này các con có gia đình, các con có con sau này đó, là con các con nó sẽ hiếu với các con à. Cái nhân cái quả rõ ràng lắm, giống như giọt nước trước nhiễu làm sao
thì giọt nước sau nó nhiễu y rang như vậy luôn vậy đó. Bây giờ các con phụng dưỡng cha mẹ các con thì sao? Khỏi cần dạy con mình cũng làm y rang luôn. Hành động của mình làm sao, con mình sẽ làm theo như vậy. Y rang à. Bây giờ mình mà không hiếu với cha mẹ mình, có dạy con mình cỡ nào cũng khó nói lắm. Tại cái hành động của lương tâm mình không có nói được đâu. Còn mình mà hiếu với cha mẹ mình lo cho cha mẹ mình, mình làm cho cha mẹ mình vui, là hành động đó là một cái hành động lễ phép, một cái hành động giáo dục. Mà mình nói vài câu là con mình nghe liền. Nó giống như có đứa bé, nó thấy cha của nó phụng dưỡng bà nội, thì nó lỡ nó nói một câu này nè: cha ơi, con sau này con cũng lo cho cha cũng như cha bây giờ lo cho bà nội vậy đó. Thấy không? Nó thấy chưa? Còn có một câu chuyện, có một câu chuyện mà hai vợ chồng ác, chồng nghe lời vợ ác quá, mà cha mẹ già, mà con vợ ác nói một câu vậy nè: anh cha mẹ bây giờ già, sống già, tuổi già khổ quá trời khổ, thôi bây giờ trên rừng mát lắm, để cha mẹ lên xe kéo cha mẹ vô rừng, cho cha mẹ ở trong rừng cho mát. Xong á, thằng chồng nghe lời vợ đóng chiếc xe để kéo cha mẹ lên rừng cho mát, nó bỏ cho chết á, đỡ tốn cơm. Rồi xong cái thằng con lại hỏi cha: cha, cho đóng xe làm chi cha? Nó nói: cha đóng chiếc xe này á để cho ông nội bà nội mày lên xe này, rồi cha đẩy vô trong rừng ở chỗ mát. Xong thằng con trai đó nói nè: vậy cha mà đẩy vô xong á, cha đem cái xe gì cho con nghe. Ông nói: ủa chi mày, để xe trong kêu kéo xe gì làm gì? Thì cha đem gì xe gì cho con, mai mốt cha già con cũng đẩy cha mẹ lên rừng cho mát. Thấy chưa? Cái nhân cái quả thấy ghê vậy, nó tới liền với mình luôn. Nó vậy mà không cảnh tỉnh cuộc đời. Nên bây giờ nghe, những đức dạy trẻ em, nhưng mà người lớn tự mình suy nghĩ đi. Nhớ đó. Nên từ nơi đó đó, mình sẽ làm như thế nào đối với mọi người, đối với cha mẹ, thì hành động đó sẽ quay lại với mình y rang, không có khác một chút xíu nào hết trơn. Nên những đức mong cái nền giáo dục này các con có thể áp dụng cả cuộc đời các con. Nghèo nhưng mà đối với cha mẹ tấm lòng có nghèo. Đối với cha mẹ là bụng dưỡng nhiệt tình, nghèo còn bộ đồ của mình cũng bán mình nuôi mẹ cha mình nữa. Lương tâm mình vẫn cảm thấy hạnh phúc cuộc đời của mình các con à. Nhớ nghèo tiền nghèo bạc, chứ đối với đạo nghĩa nhân nghĩa với cha mẹ đừng có nghèo. Các con cứ nghe lời nhà Đức thì các con có khổ đâu. Nè, các con mà nếu mà hiếu với cha mẹ các con mà các con đau khổ cuộc đời nghe, những Đức mà chết rồi các con đào mộ những Đức lên. Đó là trời. Dễ gì mà có cái chuyện đó. Người xưa nói câu vậy nè: hiếu cảm tới giờ thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm với đất thì muôn vật sinh sôi. Con người con mà hiếu không bao giờ khổ, đời họ không bao giờ khổ. Ngày xưa mà đệ tử của Khổng Tử làm quan toàn là con hiếu không à. Như Tử Lộ mà khi mà lúc mà còn nghèo đi vác gạo mà trăm dặm để mà kiếm lương thực về nuôi cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Sau này khi mà bên nước khác ta mời ông qua làm quan, khi ông làm quan ngày nào cũng dọn sơn hào mỹ vị cho ông ăn, mà ông cứ nhìn đồ ăn mà không ăn. Xong á, những người hầu nói: đại quan ơi, chúng tôi nấu đồ ăn không có ngon thì sao mà đại quan không có ăn? Thì Tử Lộ nói một câu vậy nè: ngày xưa khi cha mẹ ta nghèo, ta vác gạo trăm dặm để nuôi cha mẹ ta, dù là nghèo khổ nhưng vẫn còn cha mẹ bên cạnh ta để ta phụng dưỡng. Còn bây giờ dù ta làm quan sơn hào mỹ vị nhưng nhìn trống vắng vô cùng, không còn cha mẹ, nên nhìn cái mâm đồ ăn ngon này ta ăn ta nuốt không vô gì, nhớ đến cha mẹ của ta. Mà Tử Lộ là người mà nghèo đó nghe, mà vác gạo trăm dặm để nuôi mẹ cha mình đó. Cái tấm lòng làm con trọn vẹn luôn. Rồi sau này được làm quan là toàn là thanh quan không. Những người con mà hiếu thảo chân thật là làm thanh quan không à, chắc chắn luôn các con. Nên những đức dạy các con là chữ hiếu đó. Và thêm cái nữa, nói thật, không nói lời giả dối, không tham lam của người ta, vì đó là nhân quả. Rồi có lễ phép. Những đức dạy các con kiểu này làm sao sau này các con mà dám bòn mót tầm bậy của cải người ta, vì nhân quả nó đến với các con liền á.
Hiểu không? Có nhiều người trong cái cuộc đời này á, khi người ta có điều kiện, có địa vị, nhưng mà người ta lại không nghe giáo dục về nhân cách làm người, giáo dục nhân quả. Cuối cùng người ta sai phạm mà người ta làm mắc cả cái gia đạo người ta luôn các con. Những đức mong các con nghèo cho sạch, rách cho thơm. Những đức thấy rằng cuộc đời những đức bây giờ vui còn hơn cái gì nữa. Quá trời vui luôn. Mới chương trình khiếm thị các con thấy những đức tổ chức đông không? Quá trời đông luôn con thấy không? Đó. Thương bao nhiêu người nghèo gỗ con thấy chưa? Bây giờ các con thích thương người như những đức thương người không? À, đúng rồi, thương người là mình sẽ vui à. Như bây giờ nhà đức nấu đồ ăn cho các con, những đức nhìn các con ăn ngon nhà đức vui à. Chứ càng như vậy đó là vui, tấm lòng chân thật làm luôn đó. Những đức coi sách của bác Hồ, nhà đức thấy bác Hồ thương thiếu nhi. Những đức học theo bác Hồ dù một chuyện nhỏ nhà đức cũng thương nít nữa. Đó là cái hành động đọc sách người xưa mà làm theo á. Những đức nói thiệt là những đức coi tư tưởng của bác Hồ, nhà đức thấy bác Hồ thương người ta, thương nhân dân, thương trẻ em, thương thiếu nhi. Những đức mong rằng cuộc đời của mình cũng học giống bác được chút. Như thí dụ như mà tới mà về Trung Thu đúng không? Năm nay chúng ta tổ chức Trung Thu hoành tráng luôn à. Trung Thu năm nay tổ chức dữ dằn lắm. Ba điểm chùa tổ chức Trung Thu hết. Ba điểm chùa luôn à. Nên từ nơi đó đó mà cho các con được dự Trung Thu mà ở chùa mình vui, thiệt là vui. Nó có nghĩa là những đức thấy bác Hồ rất là thương thiếu nhi. Vì trẻ con cần phải được giáo dục. Các con à, những điều những đức dạy các con sau này các con sẽ sống rất là hạnh phúc đó. Con người mà hơn thua đấu đá tranh giành không có hạnh phúc đâu các con à. Thật lòng luôn á. Mình mà có phước là có phần à các con. Các con hãy sống hiền hậu có đạo đức đi. Là đặc biệt dữ lắm. Cứ rảnh rỗi cái chạy đến chùa. Thấy không? Rồi có thời gian đến chùa. Còn nếu mà không có thời gian thì ở nhà mỗi tuần thứ bảy bấm lên coi trực tiếp nè. Có bài giảng nè các con nghe đi. Có đứa bé nhỏ mà mẹ nó sinh ra mà nó chậm nói ghê. Đi đến chùa mình ẵm đến xong nhà đức nói một câu vậy nè. Bây giờ cô niệm Phật cho bé nghe. Đeo cái máy niệm Phật cho cháu. Nghe không? Xong cô niệm Phật cùng với cháu. Cô nghe lời nhà đức đi. Cô này cô hỏi: dạ thưa thầy, niệm bao lâu mới có kết quả? Hỏi câu đúng là khó trả lời ghê. Bây giờ mình có nói kết quả đi chăng nữa cũng đâu có ghi giấy đâu, mình sợ. Đâu có ai mà gọi là ghi giấy tờ mà gọi là đóng mộc đồ mà gọi là bảo đảm đâu. Thầy tôi dạy tôi đâu lấy tiền đâu mà ghi giấy bảo đảm. Mình nói thí mạnh dạng luôn, mình cũng cầu Phật gia hộ luôn. Mình nói cô nhiệt tình hết mình trong vòng nửa năm có kết quả. Bây giờ lỡ nửa năm mà nó không có kết quả thì làm gì được nhau? Thì cũng niệm Phật được nửa năm mà mình tin, mình nói vậy là do mình tin cái công đức niệm Phật thù thắng quá, mình tin. Mình tin rồi mình thì mình cầu nguyện là con nói lên lời này con cầu Phật gia hộ, phải có cảm ứng để cho độ cái gia đình này. Mình nói một câu đó thêm cái nữa mà mình hàng ngày mình tán thán danh hiệu Phật mà mình nói một câu đó không đơn giản đâu quý vị à. Mình vì người ta mà mình có lấy tiền gì đâu. Đúng rõ ràng niệm Phật mới có 2 tháng. Bé nói chuyện ngon lành mới ẩm đến nãy. Đặc biệt chưa? 2 tháng à, chưa tới nửa năm. Lỡ bách quỳ xuống lại quá trời luôn. Nó thôi mà đừng có lại tôi chết bây giờ. Nó có 2 tháng rồi thầy ơi thầy. Thầy nói nửa năm mà đúng mới có 2 tháng thôi, bé này nói chuyện lanh. Còn cái đứa bé ở thành phố mà bị hôi như con chuột, niệm Phật hết trơn hôi. Thấy chưa? Nó rõ ràng luôn. Có đứa bé mà miền ngoài bị ung thư máu mà ba nó phát nguyện một phát là bỏ luôn cái chỗ mà gọi là bán rượu bia. Vậy mà tuần sau khám lại hết bị ung thư máu, niệm Phật luôn. Cái cảm ứng quá trời cảm ứng luôn. Thấy không? Niệm Phật có rất nhiều thứ cảm ứng, nhưng mà phải tin 100%, phải đặt lòng tin vào Phật. Tự nhiên có một sự xây chuyển đặc biệt lắm. Những đức nói thiệt. Những đức nói với các bé nhỏ nhỏ đây nghe. Tới lễ vía Quan Âm mà các con mà sắp xếp được đi đến lại Quan Âm, những đức nói đặc biệt lắm các con. Các con lại Quan Âm là những đức nói cái nguyện Quan Âm Bồ Tát cảm ứng như lắm. Có một đứa bé này nè, ba mẹ nói thầy ơi thầy,
Bây giờ cả nhà con gì của bé này mà giờ cả nhà tu luôn. Nó học dở, đừng có nói nó dạy cỡ nào nó cũng quên hoài. Nó còn dở hơn thầy ngày xưa nữa. Trời ơi, vậy mà cuối cùng nó lợi chùa thầy dạy sao không biết, mà nó niệm Phật nó đeo cái máy niệm Phật của thầy suốt. Mà nó đi học nó cũng đeo máy niệm Phật, nó mà đi học mà đeo làm chi? Nó không, đeo máy niệm Phật mà học giỏi, thầy nói gì? Nó cứ đeo máy niệm Phật hoài. Ngộ không? Kìa ba nó, ba mẹ nó lỡ nói rằng năm nay nó học nó thi, nó thi hồi xưa giờ chưa từng thấy luôn á. Mà năm nay mà hình như là nó được hạng ba. Ba mẹ nó hết hồn luôn, nó thấy sao? Kinh khủng vậy chàng. Đó. Nó lạ chứ, cái công đức niệm Phật lạ. Bây giờ các con cứ nghĩ đi, những đức học lớp 3 mà tại sao những đức giảng dạy quá trời, lên ngồi thiết pháp ầm ầm, không cần có giấy tờ, các con công nhận không? Người ta giảng dạy người ta còn phải có cái đề cương người ta ghi sẵn, còn những đức có ghi gì đâu. Lên nói chuyện ầm ầm, kể chuyện này chuyện kia tùm lum tùm la. Nó, người ta phải ghi mấy cái câu chuyện lại người ta nhớ, hoặc đọc thuộc, những đức có đọc gì đâu thuộc. Mà tại sao các con thấy những đức lên giảng quá trời luôn mà các con nghe được? Nó ngay cái trọng tâm nữa chứ. Cái này mà là cái đặc biệt nè, là cái công đức niệm Phật phát sinh trí tuệ, hiểu không? Đó. Nên các con nghe, đi học cũng đeo cái máy niệm Phật như đức cho đeo theo. Cứ đi dọc đường đeo cái máy niệm Phật bắt lên. Còn đi vô trường học á, học mà cái giờ ra chơi, người ta chơi thì chơi, mình chơi chút xíu thôi. Xong mình lỡ cái gốc cây nào, cái chỗ nào mình ngồi, mình rủ được đứa nào mà đồng tâm, mình rủ lại lên đây. Ra đây tôi niệm Phật cho nghe. Không, niệm Phật một chút vô học nữa. Những đức nói bảo đảm cái đứa bé này là cái đứa ngoan, hiếu với cha mẹ này. Vì nó niệm Phật nó sẽ hiếu với cha mẹ liền à. Cái đứa niệm Phật nó sẽ hiếu với cha mẹ. Ngộ lắm. Mình dạy nó hiếu chưa chắc nó hiếu, nhưng nó niệm Phật là nó hiếu với cha mẹ nó. Tại vì trong câu Phật hiệu nó có đầy đủ cái bản năng để mà điều chỉnh con người hư hỏng trở thành con người thiện tâm. Các con cái siêng năng niệm Phật đi. Cái máy niệm Phật những đức tặng đó, trân quý cái máy đó đó. Có hình những đức nữa đó, hiểu không? Đi học ngoài đường cứ đeo cái máy niệm Phật theo. Nó đi vô trường học ngồi rảnh rảnh cứ niệm Phật. Thầy dạy đó. Ăn ví dụ cà lem hay là ăn cái gì cốc ổi mía rim đúng không? Trước khi ăn ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, mấy câu xong ăn, hiểu không? Rồi đi vòng vòng trường học nghe cái nhét môi, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật. Niệm Phật với các con thông minh học giỏi. Ồ, thông minh học giỏi mà có phước lắm. Những đức nói nghe, cái đứa mà niệm Phật nó có học dở nó cũng thành đạt. Nó lạ lắm. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Có một câu mà nhà đức thấy á, người ta viết hay lắm các con. Khi các con đậu đại học, đừng bao giờ chê cười người không đậu đại học. Có khi một ngày nào người không đậu đại học lại làm lãnh đạo của các con. Phan hãy cười người ta nghe chưa? Bây giờ các con học giỏi, Phan hãy cười chê cái người học dở nghe không? Các con biết rằng ngày xưa nhà đức cũng học dở lắm á. Hiểu chưa? Nên mình Phan hãy giỏi vàng cười người ta, số phận con người mình không biết được đâu. Có khi mình học rất là giỏi, nhà mình bây giờ rất là giàu, nhưng mà mai mốt có chừng nhà các con nghèo, các con cũng không có thành đạt đâu. Nhưng có những người ta học dở, người ta nghèo, nhưng sau này số phận cuộc đời người ta lại thay đổi lại. Nên đừng bao giờ khinh người nghe các con. Học giỏi nhưng tuyệt đối không được khinh người. Không được khinh người. Có cái câu chuyện như Đức đọc ngay trong cái câu chuyện nhân quả. Đứa bé này nó học năm nào cũng hạng nhất không. Mà nó vô trường học là nó khinh người, đừng có nói. Nó rất là khinh người luôn. Thì có một đêm nó ngủ, có một ông thằng bận nguyên một cái áo đỏ đến nói: ngươi đúng ra sau này làm quan lớn, nhưng lúc đi học, học giỏi nhưng đã khinh người. Ta phán cho ngươi từ hôm nay hoàn toàn không còn thông minh và học dở. Trong mộng vừa thấy cái giấc mộng xong, thức dậy tự nhiên đầu óc nó hoàn toàn không còn thông minh nữa. Học không bao giờ nhớ luôn. Từ đó về sau nó trở thành học dở. Thấy chưa? Nên cái tâm khinh người nó ghê lắm. Thêm nữa là mình vô trường học mà mình sống với bạn bè mà không có chữ tín, chơi với bạn bè mà mình để người ta ghét mình là hành động mình không có tốt. Mình đừng có nói làm sao người ta ghét mình, tại mình đó các con. Mình mà sống hài hòa, có cái gì ăn chia cho người ta ăn, có trái cốc bẻ miếng cho người ta ăn. Các con mà sống vậy là nhiều bạn, mà người mà nhiều bạn sau này mới thành đạt.
Người mà sống cô đơn quạnh quẻ sao thành đạt đây? Sự thành công nào cũng phải có đôi tay nhiều con người kết hợp. Nhưng mà các con sống không có đạo nghĩa, ai kết hợp với các con? Hiểu không? Nhớ nghe. Nên những điều những đức nhắc nhở đây rất là quan trọng. Mong rằng tất cả các cháu nhỏ nghe được, mà cả người lớn nghe cũng nên điều chỉnh lại bình luôn đó. Người lớn nghe cũng nên điều chỉnh lại đó nghe. Nó bây giờ những đức dạy các cháu về chữ hiếu, nên tất cả những người lớn ngồi ở đây coi coi mình có hiếu với cha mẹ mình không. Bây giờ hay là mình đi làm suốt luôn, mình bỏ bê cha mẹ mình, hãy xem lại đi. Rồi chúng ta hãy gầy dựng lại, rồi bắt đầu tập niệm Phật nè, tập tu nè, gia đình bắt đầu thỉnh Phật về thờ gia đình nè, rồi bắt đầu là nghe Pháp mỗi ngày nè, để được sự nhắc nhở nè. Nên có những cháu nhỏ ngồi đây, các con nhớ nè, có đứa bé này các con, cha mẹ của nó ly dị với nhau, mà lúc mà sống với nhau á, cha nó đánh mẹ nó trộ, đánh thấy ghê, đánh cái bà kia cái miệng chảy máu. Xong cái đứa bé gái nó 17, 18 tuổi nghe, nó nói vậy nè: con nhìn cha mẹ sống với nhau mà con ám ảnh cuộc đời con. Từ hôm nay con gặp con trai là con sợ dữ lắm. Tự nhiên đứa bé đó nó già còn hơn cái gì nữa. Nó rất là già luôn. Tại vì sao? Nó nhìn cha mẹ nó sống nhau không hạnh phúc. Rồi tự nhiên nó nói là nó gặp con trai nó rất là sợ con trai. Nó không bao giờ chịu kết bạn với một người con trai nào hết chứ. Và bây giờ nó già, nó cực kỳ già luôn. Nên những đức nói các con á, trong cái cuộc đời này á, người thì có người này người khác, chứ không phải người đàn ông nào cũng quýnh vợ vậy đâu các con ơi. Hiểu không? Mà cũng không phải là người phụ nữ nào cũng là chửi mắng chồng đâu. Người thì có người này người khác. Mình đừng có bao giờ đặt cái lý do là cha mẹ mình cái là tự nhiên mình bị ám ảnh luôn, dại quá. Cởi mở ra. Trong cái cuộc đời của người phước phần khác nhau. Đời của mẹ mình khổ, biết đâu đời mình không có khổ. Đời của cha mình vậy, nhưng đời mình khác. Mình có phước thì có phần. Các con nhớ không? Chứ đừng bao giờ mình nhìn cái tình cảnh gia đình mà mình bị ám ảnh rồi mình cả đời mình bị mang cái cục đá đó mà mình khổ nghe không? Đừng có như vậy. Trời ơi. Bản thân của người đi trước làm cái gì, bản thân mình đi sau kinh nghiệm lại. Kinh nghiệm lại. Bây giờ các con nghe lời những đức này, chỉ cần học Phật, niệm Phật, sống có đạo đức, sống có nhân cách, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, là tự nhiên các con có phước là có phần à. Khỏi đi kiếm tìm nó cũng đến. Những đức nói rằng có cái cô kia kìa, cô đi đến chùa mình mà cô 25 tuổi, mà cô nói rằng con cũng coi được, mà sao kỳ cục không có ai mà ngó ngàng con hết. Thì thầy những đức nói: trời là thầy khổ ghê, không ngó ngàng hết trơn hả? Được, bà lại đây tôi ngó cho. Tôi ngó cái xong bà lại Quan Âm cho tôi nghe. Nó bây giờ sắp sửa lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái lần đầu tiên. Xong những đức kêu cô lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi ngày bà cứ niệm Phật đi, là tin chắc 100% thế nào cũng có người ngó. Không mà bây giờ bà muốn vậy quá, cuối cùng bà chăng thật bà làm. Những đức nói bà phải làm chăng thật nghe không, lại mà gọi là mà gọi là quay mòng mòng cũng phải lại. Lại mà quay vòng vòng cũng phải lại chứ, nghe chưa? Bà muốn chồng quá. Ồ vô bà lại. Mà những đứa cầu kêu thêm, bà nghe thêm 16 buổi tiếng Pháp nữa. Rồi bà lại thêm 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Bà lại xong một tuần sau có một thằng đến tìm bà liền. Đồ bà đó, công nhận linh ghê vậy trời. Quá linh luôn. Không đơn giản nghe. Cái nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị nhớ nghe, trong kinh á, Phổ Môn á, là nói rõ ràng á, cầu chân thật là đều có cảm ứng hết trơn đó, chứ không phải giỡn đâu. Mà chân thật mà tu vậy nghe, chồng nó đến là chồng đàng hoàng, nó hiền hậu, nó có đạo đức. Nên các con mà chỉ cần tu hành niệm Phật, niệm Quan Âm, rồi hiền hậu đạo đức đi, là tự nhiên chồng đàng hoàng sau này đến với các con. Mà ăn chay niệm Phật nữa là sau này các con đỡ nghiệp phá thai. Thế đoạn cái nghiệp sát, đâu có phá thai nữa. Hiểu không? Đó phải vậy đó nghe, đó rõ ràng thấy chưa, nó hữu cầu tác ứng. Nó bây giờ mà nói mà giờ đi thi nghe, cứ niệm Phật cho nhiều, cầu Phật gia hộ cho con, ngày đó con đi thi con sáng suốt, con làm bài cho ngon lành, tự nhiên ngày đó cái đề bài ngay bon mình luôn, ngay chỗ cái đề của mình luôn, có giỡn đâu. À, phải đạo đức nè. Trước khi đi thi nè, dù các con ăn mặn nghe, trước khi đi thi ăn chay trường một tuần lễ, nghe lời những đứa đi ăn chay trường một tuần luôn, nguyên tuần nó ăn chay để cầu nguyện cho con thi đậu.
hiểu không? Rồi niệm Phật cho nhiều, cái phước đức nó lớn như lắm. Rồi thi đậu mà ăn thua gì. Trời ơi, một con người mà siêng năng là thường thông minh à, ngộ lắm. Có người mà làm biến là không có thông minh. Bây giờ như Đức hỏi các con, cái con nào mà làm biến nhất, mà ngu nhất, mập nhất? Heo. Tối ngày ăn ngủ không rồi đúng không? Vậy như Đức hỏi các con, heo có khôn không? Người ta ngoài đời người ta ưa chữ ai, người ta nói ngu như heo. Tại vì ăn ngủ không. Nên những Đức hướng dẫn các con là cần là siêng năng. Người đã siêng năng, từ đôi tay mình tạo ra vật chất thì nhất định mình sẽ biết tiết kiệm. Đối với bản thân mình không dám phung phí à, nhưng đối với người ta là mình biết rộng rãi. Lạ như vậy. Vì sao? Vì đối với bản thân mình xài đúng nơi đúng chỗ, nhưng đối với người ta mình rộng rãi là vì mình biết đó là cách để tu phước tu duyên. Như bản thân những đứa có ăn uống gì đâu mà lo cho các con ăn tối ngày, thấy chưa? Này là rõ ràng rồi, làm việc làm cả ngày đó là siêng năng làm việc. Rồi có được tiền bạc thì lại biết gieo duyên tu phước. Chứ không phải là kiếm được tiền rồi keo kiệt nha. Những đứa không dạy điều này ạ. À. À. Nên những đứa mong rằng nhiều cháu nhỏ đi đến đây, các con về sẽ tốt hơn nhiều. Hồi nãy có một bé ngày mai về gặp Nhân Đức nói vậy nè: dạ thưa thầy, thời gian con đi vào trong đây nhờ thầy dạy và để chúng giúp cho con. Bây giờ con hứa với thầy là con về con sẽ phụ giúp cha mẹ con nhiều lắm, và con không có hư như hồi đó nữa. Con hứa với thầy là con không dám nói lời giả dối với cha mẹ con, và luôn luôn nói thật, không dám tham lam lấy của ai hết, và phải học lễ phép như lời thầy dạy. Thời gian con ở đây mấy tuần con vui dữ lắm, nên con đi về con chúc thầy sức khỏe, có sức khỏe để lo cho đại chúng. Ai với đọc Phật à. Vô đây người ta niệm Phật, người ta thông minh liền, thấy chưa? Biết nói chuyện liền không? Đó, lời nói không mắc tiền mua mà. Nói lời hay lời nói thấy có phước, nhớ đó. Nên con người hơn nhau chỉ có ngay chỗ là các con tiếp nhận được giáo dục hay không. Nên nó nhận Đức tặng các con heo này đáng chi. Các con biết bỏ ống heo đáng chi, biết không? Khi mà tới sinh nhật của cha mẹ các con, có con mua quà cho cha mẹ các con. Những Đức mong các con nên làm gì đi, chứ không phải là bỏ ống heo đem vô đây nghe, mà các con nên mua quà cho cha mẹ các con. Thí dụ như ba đi nhiều quá, con xin mua tặng cho ba đôi giày đôi dép gì đó, từ đồng tiền tiết kiệm từng chút của con để mua đôi giày tặng cho ba, thấy không? Mua đôi dép tặng cho mẹ, thí dụ đi, từ đồng tiền bỏ ống này nè. Bây giờ cha mẹ mình còn sống, những gì mình làm được cho cha mẹ mình làm đi. Những Đức mong rằng con heo này những Đức tặng các con nên làm gì đó. Rồi ngày sinh nhật của các con mua một cái bánh kem, lấy tiền từ trong con heo này ra, mua một cái bánh kem về cắt, một cái bánh kem dâng cho cha cho mẹ, thí dụ miếng. Rồi anh chị, còn nếu nhà có ông bà nội bà ngoại thì mình dâng ông bà nội bà ngoại trước, rồi tới cha mẹ, tới anh chị. Nghĩa là cái sinh nhật của mình tổ chức không có làm phiền gì cha mẹ chứ. Con cũng không đòi quà gì của cha mẹ. Con thấy bản thân con thiếu cha mẹ nhiều, nên con không có dám đòi cái gì từ cha mẹ nữa hết. Nên bây giờ những gì con làm được cho cha mẹ con sẽ hết lòng. Cha mẹ cho tiền đi học mà để dành chút một chút bỏ vào ống heo, rồi lại mua quà tặng lại cho cha mẹ những ngày sinh nhật của cha hay của mẹ mỗi năm. Cái hành động đó của các con sau này cái phước lớn dữ lắm luôn, phước rất là lớn luôn. Mà con người mà biết á, tiện tặng bỏ ống heo là con người này sẽ không bao giờ sao giáp xài phí phạm. Rồi con người mà siêng năng kiếm được một chút tiền là con người này sẽ không dám bao giờ mà mình mà phí phạm của cải đâu các con à. Nên nhiều đứa nhỏ mà nhà giàu á, tại sao mà các cháu sau này khổ là do còn nhỏ các con xài phước nhiều quá. Xài phước quá nhiều rồi không có biết mà tu phước duyên. Nên từ nơi đó mà sau này khổ dữ lắm. Dù nhà bây giờ giàu đó, nhà bây giờ giàu mà sau này lại khổ.
Nên giờ nhà nước dạy các con cần kiệm siêng năng. Nói giờ con gái ở nhà, cái gì phụ được mẹ cha phụ liền. Nhớ không? Nhân Đức đang đặt tặng cho các con mỗi đứa một cái gói ôm. Gói nhỏ nhỏ. Nhớ không? Ngày mai có, nhưng mà bạn nào mai về thì thôi tùy duyên. Mai chiều có. Ai ở lại được ngày nữa thì ở tùy mấy người. Tại vì tôi đặt người ta nói mai có chứ sao giờ. Hiểu không? Nó gói ôm đặc biệt lắm nghe. Trời ơi, tôi tặng cho gói ôm là xịn lắm không bây giờ. Mà cái gói nhà Đức tặng cho là nằm ngủ là không bao giờ mà ma nhét. Nói không? Nên từ nơi đó mà khi ngủ ôm gói còn biết niệm Phật trước khi ngủ. Thầy tặng mình gói với mình mà. Thấy không? Nó ôm mới gói niệm Phật chút mới ngủ. Rồi vậy là giấc ngủ bình an, có phước báo. Thấy không? Nên ai ngày mai đi về thì thôi gắng chịu tôi không biết nữa nghe. Tôi hổm giờ ở mấy tầng luôn mà ngày mai đi về thì thôi đành chịu thôi. Tại vì chiều mới có. Tại tôi đặt người ta nói chiều có. Bữa nay đúng ra tôi kêu người ta có nay có đi, họ nói hôm nay làm không kịp. Chiều mai mới có. Nên là chiều mai khi mà giảng pháp xong buổi chiều là ở bên Đại Tùng Lâm. Nên là buổi chiều có thì những đức tặng ở đây trước cho các con. Không? Đó, nên là mấy bé ở lại thì được tặng, còn bé gì rồi thì thôi. Chứ làm sao giờ. Mà tặng có một lần một à, chứ không phải tặng hoài. Thấy không các con? Cũng là kỷ niệm đó. Giống như mùa hè này người ta ngoan quá được tặng cái gói. Gói bình an, thấy không các con? Gói bình an. Đó. Không rồi mấy bé nhỏ về chùa cũng dễ thương lắm vậy đâu. Người ta giỏi lắm á. Người ta khiếm thị, người ta biết dẫn người khiếm thị này kia. Dạy biết nghe lời. Mà những đức nói là cái mùa hè năm nay là các con đạt nhất nè. Biết sao? Những đức năm nay không ngờ những đức nghĩ cái cách đặc biệt thiệt. Nghĩ cách cái thời khóa tu của các con. Mà trước thời khóa tu mà có 10 phút nói chuyện. Công nhận những đức nghĩ cái vụ này đặc biệt thiệt. Bây giờ mấy thằng trai bên kia cũng có kết quả nữa. Do 10 phút mà một ngày mà tu ba thờ. Mà trước 10 phút cứ nghe. Trước 10 phút cứ nghe. Mà các con nghe mà mấy tuần là các con nhớ hết luôn. Thôi chúc các con an lạc nha. Hai Di Đà Phật. Bây giờ đọc tên những người sinh nhật bữa nay nè nghe. Lý Phước Hậu 12 tuổi. Lý Quỳnh Hương 10 tuổi. Cao Minh Khôi 5 tuổi. Cao Thanh Ngăn 10 tuổi. Bùi Ti Na 6 tuổi. Hồ Thị Thu Hường 37 tuổi, Võ Đoản Hải Minh 8 tuổi, Trần Quyền Linh 11 tuổi, Trần Thị Thủy Tiên 12 tuổi, Lê Minh Thảo 20 tuổi, Nguyễn Thị Mai 30 tuổi, Đỗ Đăng Minh Khôi 12 tuổi, Lê Nguyễn Thí Vi 15 tuổi, Trần Thị Ngọc Quý 31 tuổi, Vũ Phương Linh 8 tuổi, Nguyễn Thị Hai 68 tuổi, Tô Thị Diễm 45 tuổi, Nguyễn Anh Tấn 8 tuổi. Rồi giờ tặng quà này nghe. Sinh nhật nè, tặng quà các con. Xong một chút chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu. Chúng ta đều hồi hướng cho cha mẹ, cầu an cho cha mẹ mình còn sống nghe. Và cầu siêu cho cha mẹ mình đã mất. Đây các con cầm chắc nghe. Nhớ nè, con heo bỏ ống đó, nãy giờ Đức dạy rồi. Còn cái máy thì lúc nào cũng bắt niệm Phật nghe các con. Đây, ai chưa có? Đây, bước lại lấy giùm. Đây. Đây. Nè con. Đây, còn ai chưa có không? Là đây. Còn bé nào chưa có không?
Rồi đủ rồi. Giờ chúng ta chắp tay niệm Phật nè, toàn thể đại chúng nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, các con về chỗ ngồi đi nghe. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, những đức nguyện đem cái công đức niệm Phật nè, rồi xong học tập lớp đạo làm con và phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Hòa Thượng xây chùa mà chúng ta có chỗ về đây mình tu học nghe các con. Rồi xong nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ các con và các cháu nhỏ nữa. Mong các con luôn luôn có sức khỏe và ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi nghe. Còn những bé nào mà về chùa mà còn nhỏ mà thường bệnh hoạn được, mong nguyện đem công đức hồi hướng cầu an cho các con. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho các con có sức khỏe, các con siêng năng niệm Phật và biết hiếu thảo với cha mẹ, học giỏi nha. Bây giờ chúng ta biết phóng sanh rồi, nên con ruồi, con muỗi, con kiến các con cũng không được giết nghe không. Mình muốn sống nó cũng muốn sống, mình giết nó mình sẽ bị bệnh hoạn hoặc là mình sẽ không được tốt. Nên các con ruồi, con muỗi cũng không được giết nè. Bây giờ xong chúng ta đọc Tam Quy Y xong mình thả mấy con chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đưa ngoài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn vui vẻ an lạc nha. A Di Đà Phật.